Xin chào các bạn của tôi. Hẳn là các bạn đều biết đến mẹ thiên nhiên không bao giờ thiếu ý tưởng cho những sinh vật mà mình tạo ra. Bà ấy luôn tạo ra những thứ mới, những tạo vật tuyệt vời khiến thậm chí cả những nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thấy được những thứ kỳ diệu như rắn nhện, nhưng mà chắc chắn bạn sẽ phải ngưỡng mộ những loài động vật mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ đem đến cho bạn 10 loại sinh vật phi thường nhất trên thế giới. Hãy theo dõi nhé! Palm Thief. Nếu bạn nghĩ chúng tôi đang nói về một tên trộm cây cọ, hoặc cánh cọ hay là trái cọ thì nhầm rồi. Palm Thief còn được biết đến với cái tên là cua dừa, là một trong những loài động vật chân khớp lớn nhất trên thế giới. Càng của nó có thể kẹp gãy xương, do vậy chúng tôi khuyên bạn không nên đến gần nó vì bạn có thể mất ngón tay hoặc tệ hơn là cả cánh tay. Con cua khổng lồ này có thể dài đến 35cm và nặng tới 4 cân. Vũ khí chính của nó là đuôi càng dùng để tự vệ và kiếm thức ăn mà chủ yếu là cùi dừa. Ếch lông. Cameroon là nơi bạn có thể tìm thấy được rất nhiều các loại sinh vật ở khắp nơi, ví dụ như một trong những đại diện nổi tiếng nhất cho hệ sinh vật địa phương là ếch lông. Giống như Wolverine trong X-Men vậy, loại ếch này có thể tự bẻ gãy xương của mình và lôi ra những chiếc móng vuốt. Sự thật là tất cả chúng tôi đều bị bất ngờ và thậm chí là không thể tin được điều này. Nhưng theo những nhà nghiên cứu, loài ếch này có thể tung vuốt như những con mèo để tự vệ. Điều này rất hiếm có ở trong thế giới. Những nhà khoa học nói rằng những móng vuốt này không phải keratin như móng tay của con người hay mỏ chim, mà chúng thực ra là những phần của xương bàn chân ếch. Chúng nằm ở dưới phần màng của đầu ngón chân và để chui ra, chúng sẽ phải xuyên qua da. Nó nhìn không được đẹp lắm nhưng mà đừng lo lắng cho sinh vật nhỏ bé này. Ếch có một loại cơ đặc biệt và những sợi cơ collagen ở phần đầu móng của bộ xương, nên khi tấn công, những cơ này sẽ đẩy những cái vuốt lên và khi không còn nguy hiểm nữa, chúng sẽ trở lại vị trí cũ và những lớp da này sẽ liền lại. Mực bay. Có lẽ bạn đã biết đến loại mực này di chuyển rất nhanh dưới nước, nhưng mà có một số sinh vật khác còn bay nhanh gấp 5 lần nó vì chúng có thể bay như cá bay. Nhờ về hệ thống phản lực, mực có thể nhảy lên khỏi mặt nước rất nhanh và có thể bay cả một đoạn đường dài một lúc lâu. Mọi người nghĩ chúng làm vậy để chạy trốn khỏi động vật ăn thịt, nhưng mà gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra là những cú nhảy như vậy giúp chúng tiết kiệm năng lượng trong những chuyến di cư. Với cú nhảy của mình, một con mực có thể di chuyển xa tới 965 km. Tất nhiên, những con vật này cần rất nhiều năng lượng trong chuyến đi, do vậy, đôi khi chúng ăn thịt chính đồng loại của mình. Đó không phải là một đức tính tốt của loài mực, nhưng chúng có lý do chính đáng để làm vậy. Theo các nhà khoa học, khi ăn thịt đồng loại của mình, chúng sẽ không tốn thời gian tìm thức ăn. Với chúng ta thì đó không phải là sáng kiến tốt nhất, nhưng mẹ thiên nhiên đã quyết định như vậy rồi. Sứa bất tử. Ở đây chúng ta có những cư dân hải dương của những vùng nhiệt đới và ấm áp, những sinh vật duy nhất có thể lão hóa ngược. Chúng tôi tin rằng bạn đã từng ít nhất một lần mong ước trở nên bất tử. Không may là các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách nào để có được điều này hoặc chế ra loại thuốc bất tử. Nhưng mà làm sao sứa có thể làm được điều này? Bí mật nằm ở khả năng có thể tự trẻ hóa không giới hạn của chúng. Sứa có thể tự quay ngược lại thời niên thiếu khi chúng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống của người trưởng thành. Nhưng sự thật, theo các nhà khoa học thì tuổi già không phải là lý do khiến sứa chết, mà phần lớn vì chúng là nạn nhân của những động vật ăn thịt hoặc bị bệnh. Do vậy, chúng không thể dùng năng lực đặc biệt của mình. Giới khoa học hy vọng những con sứa bất tử này sẽ giúp họ tìm ra bí mật cho cuộc sống vĩnh cửu. Chúng tôi sẽ theo sát những nghiên cứu của họ và xem liệu họ có thực sự tìm ra cái gì hay không. Cá cung thủ. Súng nước là một trong những vũ khí vô hại cho bọn trẻ con, nhưng nó có thể gây sát thương cực lớn trong thế giới động vật, không phải là cho người mà là cho những sinh vật nhỏ hơn. Có một tên sát thủ rất lành nghề, cá cung thủ. Loài cá đặc biệt này sử dụng tia nước và những quy luật vật lý để ngắm bắn và làm choáng những con mồi của mình. Đầu tiên, những loài săn mồi thực thụ, chúng đánh hơi tìm kiếm con mồi và chờ cho con côn trùng đậu xuống. Khi nhìn thấy con mồi, chúng bắn ra một tia nước để gây choáng hoặc thậm chí giết chết con côn trùng đáng thương. Điều thú vị là cá cung thủ chỉ mất 1/10 giây để giết chết được một con mồi ở cách mặt nước tận 4,6m, đó là độ cao mà tia nước có thể đạt tới. Rồng lá biển. Sinh vật đẹp đẽ này là một loại cá và có họ hàng với cá ngựa. Bạn có thể tìm thấy chúng ở những vùng biển ấm áp phía Đông và phía Nam châu Úc. Chúng sống ở vùng nước nông, do vậy chúng rất thích chơi trốn tìm với những thợ lặn tò mò. Nhưng biết làm thế nào khi mà tất nhiên những người nhìn thấy loài cá tuyệt vời này sẽ muốn bắt chúng về. Ngoại hình của loài cá này đúng như cái tên của nó.
Nó được phủ bởi những chiếc vây, nhìn như những chiếc cá và một số phần trên cơ thể thì nhìn giống loại tảo biển. Những đặc điểm này không giúp chúng trong việc bơi lội nhưng lại rất hữu hiện để ẩn mình. Loài rồng biển này bơi rất chậm với tốc độ khoảng 0,04m một giây. Chúng chỉ dùng vây ở ngực và lưng. Vì rất khó để có thể tự di chuyển nên chúng thường tận dụng những con sóng. Do vậy, nếu nhìn từ xa thì chúng giống như một miếng rong biển. Mặc dù có kích cỡ và vẻ ngoài vô hại, nhưng rồng biển là loài động vật ăn thịt. Thực đơn của chúng gồm có tôm và những loại cá nhỏ, những loại mà con rồng này có thể hút được vì chúng không có răng. Nhưng nếu không thể tìm được những gì ngon để ăn, nó cũng vẫn có thể hài lòng với rong biển và các loại sinh vật phù du khác. Cá mút đá. Chúng ta yêu quý chó con, mèo con và những động vật bé nhỏ với bộ lông mềm, phải không? Nhưng mà có những loại vật luôn nằm trong danh sách được ít yêu thích và một trong số đó là cá mút đá. Nếu chỉ nhìn qua, bạn cũng không thể biết nó là cá hay là một con giun. Thật ra, tuy có tên là cá mút đá hoặc lươn nhờn, nhưng điều này không có nghĩa là loại động vật này là một con cá hay là một con lươn. Thực ra, cá mút đá thuộc nhóm động vật thân mềm. Nó trơn, trơn đến mức mà chúng ta không thể cầm nó trên tay và những loài cá ăn thịt cũng không thể bắt được nó. Khi kẻ thù tiếp cận cá mút đá, cơ thể chúng bắt đầu tiết ra nhiều chất nhờn đến mức mà kẻ thù không thể cắn được. Bạn có thể tưởng tượng được không? Khi không còn nguy hiểm nữa, cá mút đá sẽ tẩy sạch chất nhờn trên cơ thể và thậm chí chúng còn hắt xì để chúng tung ra. Ngoại hình của loài vật này còn rất kỳ cục vì chúng có hai hàm răng ở mỗi bên cạnh lưỡi và một chiếc răng nằm đơn độc ở vòng miệng. Còn đôi mắt của chúng thì không thể nhìn thấy vì đã bị da bao phủ thay vì nhìn chúng di chuyển bằng bộ phận cảm biến ánh sáng ở phía sau cơ thể. Cá sấu mõm dài. Loại cá này là một trong những loài cá sống trên trái đất lâu nhất. Ở thời kỳ đại trung sinh, tổ tiên của chúng có thể sống trong tất cả các môi trường nước. Nhưng ngày nay, cá sấu mõm dài sống ở hạ lưu của sông Mississippi và trong một số hồ nước sạch ở Mỹ. Rất dễ hiểu tại sao đây là một loài động vật ăn thịt. Chúng ăn cá và với hàm răng sắc nhọn của mình thì chúng thậm chí có thể xé xác một con cá sấu con. Tuy nguy hiểm là vậy, nhưng chưa có trường hợp nào ghi nhận việc chúng tấn công con người. Khi đi ăn, chúng thường ẩn mình trong bụi rậm hoặc dưới các loài cây khác và tấn công con mồi nhanh chóng. Khi không đi săn, chúng thường chỉ bơi rất chậm hoặc thậm chí nằm yên một chỗ và lộ mỏ trên mặt nước để hít thở. Cá mập yêu tinh. Có lẽ bạn chưa nhìn thấy chúng trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một con cá mập thế này. Gần như không có một thông tin nào về loài cá này, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu và tìm ra một số thông tin thú vị cho bạn. Loài động vật săn mồi này sống ở dưới nước sâu đến 292,6m và loài người mới chỉ biết đến chúng khoảng hơn 100 năm trước. Nó rất ít khi bị bắt gặp, do vậy chúng tôi nghĩ số lượng của chúng không quá nhiều và đó là lý do được các nhà sưu tầm yêu ái. Chúng có bộ hàm đặc biệt đối với một con cá mập khi mà những chiếc răng phía trước rất là dài và sắc, trong khi răng của các loài động vật ăn thịt thường rất cứng và có thể nghiền nát những thứ như xương hay vỏ sò. Thức ăn chính của nó không chỉ là những loài cá kém phong phú dưới đáy biển sâu mà còn có cua, các loại sò hến và các loại giáp xác. Khi đi săn, chúng sẽ dùng miệng hút nước vào và con mồi sẽ bị hút theo dòng nước. Tuy rất hiếm khi bạn có thể thấy loài cá này, nhưng mà hãy cẩn thận ở những vùng chúng sinh sống và đừng bơi quá xa hoặc quá sâu. Bọ cạp bay. Dù cho tên và cái đuôi của loài vật này khiến nó giống một con bọ cạp, nhưng loài bọ này không phải là mối nguy hại với các loài côn trùng khác. Bọ cạp bay thường sống trong những bụi tầm ma và các loại cây khác. Chúng chỉ ăn xác côn trùng tìm được ở trên cây hoặc mạng nhện bằng cái vòi ngộ nghĩnh của mình. Chúng thường đưa mỏ vào các bụi cây hoặc mạng nhện và vẫn giữ an toàn. Tuy có một hình dáng kỳ lạ, nhưng đây không phải là điều thú vị về loài bọ này. Đến lúc giao phối, tất cả những con đực sẽ biến thành kẻ trộm vì chúng phải kiếm được cái gì thật ngon để tán được con cái. Tuy nhiên, không phải mọi quý ông đều sẵn sàng dành thời gian tìm kiếm nên chúng quyết định đi ăn trộm từ những kẻ thù. Con đực này tìm những con đực đã có quà và mò tới, nhưng thay vì đánh nhau, chúng sẽ giả vờ là một con cái và khi đối thủ nghĩ rằng đã chiếm được người con gái thì tên tội phạm này cầm lấy món quà và rời đi. Chúng tôi không thể tưởng tượng được là loài côn trùng này lại có thể biểu diễn chiêu trò này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Hãy chia sẻ với chúng tôi những loài động vật kỳ lạ và thú vị mà bạn thích nhất ở phần comment nhé. Đừng quên like và share video này cho những người bạn của mình cùng biết. Các bạn cũng có thể nhấn like trên fanpage Facebook để có thể theo dõi chúng tôi ở cả trên đó nữa. Còn nếu bạn là người mới thì hãy nhấn vào quả chuông ở dưới này này để có thể theo dõi chúng tôi, nhận được những video mới nhất vào các khung giờ 11 giờ trưa, 5 giờ chiều và 7 giờ tối mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi.